ban tổ chức, ban giám khảo, quý thầy cô và các bạn yêu đọc sách. Em tên Võ Lê Cát Tường, học sinh lớp 3A, trường tiểu học Long Hưng, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang. Đối với em, đọc sách để khám phá thế giới, khám phá lịch sử, nhưng đặc biệt đọc sách trong những giờ ra chơi giúp em giải tỏa được những căng thẳng sau những giờ học trên lớp, vừa giúp em tránh xa khỏi những trò chơi nguy hiểm. Việc đọc sách cũng góp phần tạo ra môi trường học tập tích cực cho học sinh chúng em. Đến với sách, chúng em sẽ có cơ hội tìm kiếm và làm giàu kiến thức cho bản thân. Ngay từ lúc 4 tuổi, 5 tuổi, em thường được ba mẹ cho nghe những bài hát, những bài thơ và kể cho em nghe những câu chuyện về Bác Hồ. Tình cảm yêu thương và kính trọng Bác trong em đã hình thành từ đó. Khi em được học ở trường tiểu học Long Hưng, trường có một thư viện rất tuyệt, có muôn vàn sách cho học sinh tìm đọc. Em đã đọc rất nhiều sách, nhưng chỉ khi đọc những cuốn sách nói về Bác Hồ, trong em lại dạt dào cảm xúc. Luôn luôn tự hào là con cháu Bác Hồ, là người dân Việt Nam. Nhân dịp 132 năm ngày sinh của Bác, ngày 19 tháng 5 năm 1890, ngày 19 tháng 5 năm 2022 và hưởng ứng cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến năm 2022 với chủ đề sách và khát vọng cống hiến, em xin giới thiệu đến các bạn đang xem chương trình một cuốn sách viết về Bác Hồ kính yêu của chúng ta. Cuốn sách có tên Chuyện kể về Bác Hồ do nhiều tác giả sưu tầm. Sách do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam xuất bản tháng 4 năm 2014. Trang sách dài 263 trang, được in khổ 11x18cm. Bìa sách có màu vàng, phông chữ nổi bật màu đen và màu đỏ. Phía bên trên là hình ảnh Bác Hồ và các thiếu nhi, bên dưới là ao sen tuyệt đẹp. Các bạn sẽ được đọc rất nhiều sách, kể rất hay, rất đời thường về Bác. Mỗi câu chuyện đều thể hiện phong cách sống giản dị của Bác. Sách gồm 117 mẫu chuyện, đặc biệt mẫu chuyện Hai bàn tay, trang 21. Sách giúp bạn đọc thấy rõ hơn ý chí nghị lực của Bác. Lý tưởng của Bác thật là cao đẹp. Chính sự ra đi tìm đường cứu nước của Bác đã mở ra bước ngoặt cho dân tộc, mang lại sự tự do độc lập cho tổ quốc, ấm no hạnh phúc cho nhân dân Việt Nam. Các bạn đọc thân mến, trong đời sống tinh thần của chúng ta, dù xã hội có phát triển như thế nào, thì sách vẫn mang lại giá trị truyền thống lâu đời vốn có của nó, gắn bó với con người, với hàng ngàn năm lịch sử. Đến tận hôm nay, sách vẫn là nguồn sống quý giá nhất, là món ăn quen thuộc của toàn dân tộc Việt Nam. Phần giới thiệu sách của em đến đây là hết rồi. Kính chúc sức khỏe ban tổ chức, ban giám khảo, quý thầy cô và các bạn đọc. Chúc hội thi thành công tốt đẹp. Em xin trân trọng kính chào.